này của là xanh. Xanh được khung được trái lổ giáp hiệu quả. Mời y tế. Đau rồi. Không biết ăn. Ôi à. Hai vận động viên vào phản thi đấu. Thank you.
hết vận động viên thì sao nhỉ? Chiều chắc hết thì sao nhỉ? Kia là cuối đúng không? Kia là cuối đúng không? Không, trận nữa. Trận nữa là trận cuối. Bố trí rồi. Trận thi đấu số 50, chung kết hạng cân 60 nam, Nguyễn Phương Nam đơn vị Phúc Thọ Giáp Đỏ, Đặng Thái Long đơn vị Long Biên Giáp Xanh di chuyển vào hạng thi đấu. Giám định 1 Thu Thảo, giám định 2 Đức Thế, giám định 3 Quỳnh Trang, giám định 4 Văn Thành, giám định 5 Thu Hà, trọng tài Viết Hà. Hôm qua chiều nay không biết là đơn vị nào nhiều vi vàng nhất hôm nay nhỉ? Chiều nay Mỹ Đức à? Chẳng Mỹ Đức à? Mỹ Đức thì được mấy cái? Ba cái. Mời các giám định công bố kết quả. Với tỷ số 4-1, vận động viên Giác Xanh Nguyễn Anh Khánh đơn vị Phú Xuyên được tuyên bố thắng cuộc, giành huy chương vàng hạng cân 63kg nam. Thank you.